Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Chế. Hôm nay mình lại quay cho các bạn xem một căn nhà trệt không có lầu ở tại thành phố Richmond, nhưng mà khu này là khu Grand Mission Estate. Khu này rất là đẹp nha các bạn nha. Chế đi ngang qua Chế thấy khu này rất là lý tưởng và rất là đẹp. Thì một chút mình sẽ vô căn nhà phía sau lưng của Chế, đó là căn nhà của Coventry Home. Thì các bạn cũng biết Coventry Home rất là nổi tiếng ở Texas và cũng như trong Houston. Thì bây giờ căn Coventry Home này nằm ở trong thành phố Richmond, thuộc khu Grand Mission Estate. Thì mình sẽ mời các bạn cùng Chơi đi vô trong xem thử coi căn nhà này như thế nào nhé. Let's go. Ok các bạn, bây giờ Chê dẫn các bạn vô căn nhà mẫu đầu tiên của Coventry Home. Căn này là 1.600-1.700 square feet. Hiện giờ đang có giá bán là hình như là 320. Thì bây giờ mình đi vô trong mình xem thử căn nhà này như thế nào nha các bạn nha. Let's go. Ok các bạn ơi, đây là căn nhà của hãng Coventry Home, gồm có 2 xe garage. Và đây là cái ngõ trước mình đi vô. Thì căn này gồm có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thì đi vô căn này mình xem thử như thế nào. Cái cửa thì mình thấy rất là đẹp. Cửa từ ngoài trước bước vô thì được 8 feet là rất là cao. Nhìn cái nhà nó rất là thoáng nha các bạn. Ok. Thì căn này ở Grand Mission Estate thì có một người salesman rất là dễ thương. Anh đó, anh tên là Johnny Lê. Thì Chê sẽ để cái thông tin của ảnh trong đó. Nếu các bạn nào mà muốn mua nhà trong Grand Mission Estate thì có thể gọi trực tiếp với Johnny Lê nha. Đây, từ ngoài cửa bước vô thì bên tay phải của Chê đó là một cái phòng giặt quần áo. Và cũng có cái mudroom. Mudroom rất là dễ thương. Từ gara bước vào thì đây là phòng giặt quần áo nha các bạn nha. Đó, thì mình tiếp tục đi vô thì đi ngang qua một cái hallway. Thì từ cái hallway thì dẫn các bạn tới một cái phòng library, phòng làm việc hoặc phòng coi phim. Thì hiện giờ căn nhà này họ đang để là phòng entertainment, là phòng coi phim. Có ghế để ngồi xem cine, chị thấy rất hay. Ok, và mình tiếp theo mình đi vô thì mình sẽ gặp ngay gian phòng kitchen, đó là nhà bếp. Và phòng khách thì cái này nó gọi là open concept, nó làm con nhà mình nhìn thoáng hơn, nhìn rộng hơn. Thì đây là nhà bếp của hãng Coventry. Đây là nhà bếp, thì bên trong này là một cái pantry, thì là chỗ để đựng thức ăn đồ khô đó các bạn. Thì khá là, Chê thấy cũng khá là ok. Và đây là mình sẽ đứng từ ở trong gian phòng bếp mình nhìn ra cái phòng khách đó. Và tiếp tục đi vô trong thì mình sẽ dẫn các bạn đi vô trong thì sẽ đi tới vào gian phòng khách này. Chị thấy rất là thoáng. Open concept is very good. Và phía trong cuối cùng đó là căn phòng master. Hôm nay mình sẽ quay từ master đi ngược ra nha các bạn nha. Đây là phòng master, là phòng ngủ chính của những cặp vợ chồng. Đó, sơn màu hồng rất là dễ thương đúng không các bạn? Wow, nhà này 1.700 square feet mà Chơi nhìn thấy thoáng hơn là nhà 1.700 square feet của Meriton mà Chơi đã quay cho các bạn xem cái video trước rất là nhiều. Đó, mà nhà này rất là sang hơn nha các bạn nha. Đó, và đây là căn phòng master. Và bên trong master đó là phòng master bath, là phòng tắm. Mình đi vô trong design nhìn khá là luxury. Và đây là phòng tắm đứng. Thì căn nhà này không có tub nha các bạn nha, không có cái chỗ để cho mình nằm trong đó mình tắm. Thì đây là phòng cái chỗ mà shower stand. Và kế bên shower stand là cái toilet. Và mình có được double sink. Và trong này là cái tủ quần áo. Và tủ đựng quần áo này thì Chê thấy hơi nhỏ. Tại vì họ làm cái tủ quần áo này nhỏ cho nên những cái phòng khác thì nhìn nó rộng hơn. Còn những cái nhà mà họ làm tủ quần áo rộng quá thì những cái phòng ngủ mình nó sẽ bị nhỏ lại nha các bạn nha. Thì đây là có bay window. Thì không biết cái này có option hay không nhưng mà bay window làm cái phòng ngủ mình nó rộng ra. Ok, bây giờ mình đi ra. Từ ở ngoài, ở trong phòng ngủ chính đi ra thì có một cái patio bé bé xinh xinh. Đó. Và đây là Chê đang đứng từ phòng ngủ chính, nhìn xuyên qua phòng khách và phòng kitchen phía sau. Thì căn nhà này rất là dài, cái diện tích nó dài, bề dài có, bề ngang khá là ok. 1.700 square feet. Ok các bạn, thì căn nhà này là 1.700 square feet mà start out 320 thì Chê thấy very good deal right now, especially ở ngay chỗ Grand Mission Estate thì nó nằm rất là gần Bel Air. Rất là tiện cho những người Việt nào mà thích move rời khỏi Bel Air và ở cách Asian người Việt mình chút xíu thì Chê thấy khu này rất là good nha các bạn nha. Ok, thì từ ở trong phòng ngủ mà đi ra mình sẽ đi ngang qua phòng family và nhà bếp. Thì bên tay phải ở ngoài cửa bước vô, bị bên tay trái thì có hai phòng ngủ nha các bạn nha. Thì đây Chê thấy hai phòng ngủ này khá là rộng so với 1.700 square feet nha các bạn. Đó, đây là phòng ngủ thứ nhất và đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì share chung một cái phòng tắm. Đây. Thì nhà này nhà trệt, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm nha các bạn nha. Đó, nhà rất là dễ thương. Đó. Thì Chê đang đứng ở ngay hallway nhìn vô phòng kitchen và phòng nhà bếp. Ok. Chê cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip của Chê ngày hôm nay về nhà của Coventry Home. Thì các bạn nào mà có muốn biết thêm chi tiết thì Chê có để cái số phone của người salesman ở trong khu Grand Mission Estate, đó là Johnny. Anh Johnny là người Việt, anh rất là dễ thương. Thì các bạn có thể gọi trực tiếp với Johnny nha. Ok, thank you các bạn. Ok, Chê cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay của Chê về nhà mà trệt không có lầu ở tại thành phố Richmond, thuộc trong cái neighborhood là Grand Mission Estate. Thì Chê hy vọng các bạn thích cái video của Chê về nhà cửa. Nếu các bạn thích nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký phía dưới và nhấn nút like và nhấn cái chuông để mỗi lần Chê ra những nhà mới thì các bạn sẽ được thông báo nha các bạn nha. Chê sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những căn nhà lần sau. Bye, xin chào các bạn.